cảnh đẹp Bạc Liêu. Ăn chiều đắng quá. Báo giá cho khách à, uống này. Hello, chào anh Bảy, em về Bạc Liêu nhận công trình anh Bảy ơi, về Bạc Liêu nhận công trình. Tối nay chắc ngày mai sáng mày lên nè. Còn đã dở hai cái công trình nữa chẳng chưa làm nữa. Dạ em về và Bạc Liêu lãnh công trình lên đây. Đang ngồi mới đo xong nè. Mới đo xong ngồi tính tiền, tính rồi báo giá cho khách nè. Đang ngồi tính. Ngồi kiếm chỗ yên tĩnh tính rồi báo giá cho khách là được. Mai sáng em quay về Sài Gòn rồi. Mấy bạn có thương mình thì ủng hộ qua kênh YouTube cho mình nha. Mình làm YouTube thì chủ yếu là mình làm những cái trang trí nội thất thôi. Rồi kiểu như không có trang trí nội thất thì mình phụ thêm để mình ăn cái gì. Mình ăn cái gì, cái mình nấu cái gì, ở nhà ăn cái gì, mình quay cái đó vậy thôi. Nhiều khi có dở thì mấy bạn đừng có chê. Mấy bạn đừng có chê nha. Nhiều khi thậm chí mình ăn cái bánh dừa, mình cũng quay gì đó, quay cho nó vui vui gì đó. Chứ mình nhiều khi cũng không biết quay gì, nói chuyện cũng hay, không hay mấy. Nhiều khi mấy bạn thông cảm. Chủ yếu mấy bạn ủng hộ kênh là được rồi. Mình thích quay những cái món bình dân nè. Đi ăn cái gì mà bình dân giá mềm mềm cái gì đó. Giới thiệu cho mấy bạn đồ ăn cho biết vậy thôi. Chứ nhiều khi là ăn sang quá mình không có tiền ăn. Ăn đồ sang quá mình không có tiền ăn. Ăn mấy giá đồ mềm mềm, giá bèo bèo vậy đó. Nhà ăn cái gì, nấu cái gì quay cái đó. Mấy bạn có gì bỏ qua giùm. Mình mới làm thêm một cái kênh An Lý trang trí nội thất. Có gì mấy bạn ủng hộ giùm mình nha. Em làm thêm kênh. Cái kênh kia đó là coi như là mình làm chuyên về nội thất. Chuyên về nội thất không. Rồi cái kênh ly giải trí trong hộp thì mình làm đủ thứ hết. Mình có gì mình làm đó, mình ăn cái gì mình quay đó. Mình ăn cái gì mình quay cái đó thôi. Mình ngồi đây cho nó yên tĩnh, tính sổ, báo giá cho khách. Ngồi không biết uống ở đâu, vòng chạy lên đây ngồi ngắm cảnh Bạc Liêu nguyên. Ngồi đây là ngắm được nguyên cái cảnh Bạc Liêu luôn á. Nguyên cái chợ Bạc Liêu, nguyên cái thành phố Bạc Liêu luôn. Bảy còn đó không? Anh thấy bây giờ cái nó mới xây cái Vincom hồi nãy em quay đó. Quay cái Vincom đó đẹp lắm á. Xung quanh đây là dừa không nè.
đó đó là hướng này là ra hướng cầu kè Gà Kha đâu đó, hướng này hướng ngoài này thì là ngoài hướng biển, nó 18 tầng đó anh đấy, 18 tầng đó, 18 tầng bây giờ nó mở cái ngân hàng đó. Ở dưới thì cái quán cà phê bữa hôm mình uống rồi, em uống vô uống rồi, nó theo bây giờ chắc nó mắc hơn, mắc nhất ở Bạc Liêu đó, nó ly 40 mấy ngàn, cái Kitty thì có 3 mấy ngàn mà bây giờ nó sửa lại, không biết Kitty sửa lại em chưa vô. Kitty thì 3 mấy ngàn đó, bữa mình uống ly cà phê 3 mấy ngàn mà bây giờ sửa lại không biết giá có lên không, không biết, anh chưa có vô. Bây giờ cái nhà 18 tầng đó, chỗ cà phê đó là mắc nhất, 40 mấy ngàn ly. Hướng này là chợ nè, chợ Bạc Liêu nè. Thấy nhà lầu không? Không có nhà có ai xây cao quá, đường xây ngay chỗ mà ngay đường 30 tháng 4 đó anh bảy. 30 tháng 4 đó, xây nó cao quá trời không. Đó rồi hướng này thì vô khu hành chánh nè, khu hành chánh Bạc Liêu nè. Ở dưới là đường Trần Phú đó, dưới là đường Trần Phú. Để muốn vô uống cà phê ở đây thì mấy bạn vô cái quán Oxin, quán cái Oxin cũ hồi xưa đó, mà kêu cái đường gì quên họ mình không biết, mình quên rồi. Vô cái quán Oxin đó, nhớ không ấy, quán Oxin đó thì tới cái khách sạn Thành Đạt, các bạn đi lên lầu 7 là uống cà phê, là uống trên này. Xin bye bye nha. Ở Thành Đạt nè. Bye bye mấy bạn nha mấy bạn. Bye. Nhớ thấy có hay gì đó ủng hộ cái kênh, hai cái kênh YouTube của mình nha. Cái kênh, một kênh thì coi như bật kiếm tiền rồi. Để cắt nghĩa cho mấy bạn biết là coi như là mình kiếm tiền, không phải là kiếm tiền của mấy người xem video nha. Kiếm tiền được là coi như là giống như thấy có quảng cáo đó, thấy lấy cái tiền quảng cáo đó. Cái công ty nào đó như cái tông giả bộ như cái công ty bánh kẹo, nó muốn đưa cái quảng cáo của sản phẩm nó lên thì nó mở, nó đưa qua YouTube thì cái công ty của đó là của Mỹ, bên bên Mỹ đó. Rồi bắt đầu nó mới lấy cái phim của mình nó đưa lên, đưa quảng cáo vô cái nhà mà bánh kẹo đó mới trả tiền cho YouTube nó mới chia tiền cho mình đó, chứ không phải là lấy tiền của mấy bạn đâu nha. Mấy bạn cứ coi thoải mái, nếu mà mấy bạn thương tình thì mấy bạn coi mấy cái quảng cáo hơi lâu dài một chút, thì mình có tiền nhiều một chút đó, chứ không phải là lấy cái tiền của mấy bạn xem video mà trả lương cho mấy người quay phim đâu. Mấy cái nhà quảng cáo nhé, nó mới lấy tiền nó đưa cho YouTube nó chia với mình. Chia với mình chứ không phải là lấy tiền của mấy bạn đăng ký hay gì đâu, cũng không có mắc tiền nha. Rồi xin cảm ơn, bye bye. Mình có gì mình đúng ra ngày 8 tháng 3 ở Sài Gòn này quay bông nhiều hơn. Đây không biết có bông không, nãy giờ mình lo câu chuyện không biết. Ở Sài Gòn mình dự định là mình quay 8 tháng 3. Quay 8 tháng 3 mấy cái đường bán bông rồi đó. Bây giờ kẹt khách nó kêu rồi mình phải về. Phải kiếm tiền thôi. Kiếm tiền kia ngon hơn tiền YouTube. Tiền YouTube nó chua lắm. Tại vì mình đam mê thì mình phải làm thôi. Đam mê thì rồi mà làm YouTube chơi vui cũng hay hay, nhiều khi buồn buồn cũng không có gì nó coi YouTube của người ta. Rồi bye bye.